28. Phẩm diệu tướng. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, người trụ nơi hữu tưởng, nếu không thuận nhẫn cũng không tu đạo, đắc quả hiện quán, thì người trụ nơi vô tưởng làm sao mà có thuận nhẫn, hoặc tịnh quán địa, nói rộng cho đến Như Lai địa, hoặc tu thánh đạo, đương sự tu thánh đạo để đoạn trừ các phiền não. Vì vậy, do bị phiền não ngăn che còn không đạt được pháp địa tương ưng với thanh văn độc giác, cũng là nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Nếu không nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, thì làm sao chứng đắc trí nhất thiết tướng? Nếu không đắc trí nhất thiết tướng, thì làm sao đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tập khí phiền não? Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp hoàn toàn không có, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, các pháp như vậy hoàn toàn không sanh, thì làm sao chứng đắc trí nhất thiết trí? Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Người trụ vô tưởng cũng không thuận nhẫn, cho đến cũng không đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tập khí phiền não, cũng không thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Nhưng nếu ai nương vào pháp vô tướng chẳng thật có này tu được thuận nhẫn, cho đến đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tập khí phiền não, thì có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa này, có hữu tưởng vô tưởng không? Có tưởng sắc uẩn cho đến thức uẩn không? Nói rộng cho đến có tưởng đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tập khí phiền não không? Có tưởng chứng đắc trí nhất thiết trí không? Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát này có tưởng sắc, có tưởng đoạn trừ sắc không? Có tưởng thọ tưởng hành thức, có tưởng đoạn trừ thọ tưởng hành thức không? Có tưởng nhãn xứ cho đến ý xứ, có tưởng đoạn trừ nhãn xứ cho đến ý xứ không? Có tưởng sắc xứ cho đến pháp xứ, có tưởng đoạn trừ sắc xứ cho đến pháp xứ không? Có tưởng nhãn giới cho đến ý giới, có tưởng đoạn trừ nhãn giới cho đến ý giới không? Có tưởng sắc giới cho đến pháp giới, có tưởng đoạn trừ sắc giới cho đến pháp giới không? Có tưởng nhãn thức giới cho đến ý thức giới, có tưởng đoạn trừ nhãn thức giới cho đến ý thức giới không? Có tưởng nhãn xúc cho đến ý xúc, có tưởng đoạn trừ nhãn xúc cho đến ý xúc không? Có tưởng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra? Có tưởng đoạn trừ các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không? Có tưởng địa giới cho đến thức giới, có tưởng đoạn trừ địa giới cho đến thức giới không? Có tưởng nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, có tưởng đoạn trừ nhân duyên cho đến tăng thượng duyên không? Có tưởng tham sân si, có tưởng đoạn trừ tham sân si không? Có tưởng vô minh cho đến lão tử, có tưởng đoạn trừ vô minh cho đến lão tử không? Có tưởng khổ tập diệt đạo, có tưởng đoạn trừ khổ tập diệt đạo không? Nói rộng cho đến có tưởng đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tập khí phiền não, có tưởng đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tập khí phiền não không? Có tưởng trí nhất thiết trí, có tưởng đoạn trừ trí nhất thiết trí không? Phật dạy: Này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa này, ngay trong tất cả pháp đều không có hữu tưởng cũng không có vô tưởng. Nếu không có hữu tưởng cũng không có vô tưởng, thì làm sao biết đó là Bồ Tát tu thuận nhẫn, cũng là tu đạo đắc quả hiện quán? Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát dùng vô tánh làm thánh đạo, dùng vô tánh làm đắc quả, dùng vô tánh làm hiện quán. Vì nhân duyên này nên biết các pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh, thì làm sao Thế Tôn ngay trong tất cả pháp lấy vô tánh làm tự tánh mà hiện đẳng chánh giác, chứng đắc quả đẳng chánh giác rồi mới gọi là Phật? Đối với tất cả pháp và các cảnh giới được tự tại vô ngại. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, các pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh. Khi ta còn tu học đạo Bồ Tát, tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, nhờ đó xa lìa được các pháp dục ác bất thiện, có tầm có tứ, ly sanh hỷ lạc, chứng nhập sơ thiền, nói rộng cho đến đoạn trừ hết các lạc khổ hỷ ưu, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng nhập thiền thứ tư được an trụ hoàn toàn. Bấy giờ đối với các thiền thiền chi, tuy ta nắm giữ các tướng nhưng không chấp trước,
Đối với các thiền thiền tri không đắm say thiền vị, nơi các thiền và thiền tri đều vô sở đắc, đối với các hành tướng của bốn thiền ta được thanh tịnh không còn phân biệt, nơi các thiền và thiền tri tuy hoàn toàn thuần thục nhưng ta chẳng nhận lấy quả báo ấy, chỉ nương nơi thiền định làm cho tâm phát sanh thần cảnh thiên nhĩ tha tâm túc trụ thiền nhãn trí thông. Đối với tướng của năm thần thông này, tuy ta nắm giữ hoàn toàn nhưng không bị chấp trước, không say đắm. Đối với các cảnh giới của thần thông đều vô sở đắc, cũng chẳng phân biệt như trụ ở hư không. Bấy giờ ta quán tất cả pháp đều bình đẳng, lấy vô tánh bình đẳng làm tánh, với một sát na tương ương với diệu tuệ, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, gọi là chứng đắc quả đẳng giác. Đây là thánh đế khổ, đây là thánh đế tập, đây là thánh đế diệt, đây là thánh đế đạo, đều đồng một tướng gọi là vô tướng. Vô tướng như vậy cũng bất khả đắc, nhờ vậy thành tựu vô biên công đức, như buổi lực Như Lai, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt và 18 pháp bất cộng của Phật vân vân, đem diệu trí của Phật giáo hóa ba nhóm hữu tình khác nhau, tùy theo chỗ thích hợp dùng phương tiện giáo hóa, làm cho họ được lợi ích an vui thù thắng. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, vì sao Như Lai ứng chánh đẳng giác ngay trong tánh vô tánh của tất cả pháp phát sanh bốn thiền năm thần thông, chứng đại bồ đề đầy đủ các công đức làm lợi lạc ba nhóm hữu tình? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu các pháp dục ác bất thiện vân vân có chút tự tánh hoặc tha tánh làm tự tánh, thì khi ta còn tu học đạo Bồ Tát chẳng thể nào thông suốt được. Tất cả pháp dục ác bất thiện vân vân đều không lấy vô tánh làm tự tánh, xa lìa dục ác nhập vào các thiền, được an trụ hoàn toàn. Vì các pháp dục ác bất thiện vân vân vô tự tánh và tha tánh, chỉ lấy vô tánh làm tự tánh, nên khi ta còn tu học đạo Bồ Tát mới thông suốt các pháp dục ác bất thiện vân vân đều lấy vô tánh làm tự tánh, xa lìa dục ác nhập vào các thiền, được an trụ hoàn toàn. Thiện hiện nên biết, nếu năm thần thông có chút tự tánh hoặc tha tánh làm tự tánh, thì khi ta còn tu học đạo Bồ Tát chẳng thông suốt tất cả thần thông, đều lấy vô tánh làm tự tánh, phát sanh các thứ thần thông, đối với các cảnh giới được tự tại diệu dụng vô ngại. Vì các thần thông vô tự tánh, tha tánh, chỉ lấy vô tánh làm tự tánh, nên khi ta còn tu học đạo Bồ Tát thông suốt các thần thông, đều lấy vô tánh làm tự tánh, phát sanh các thứ thần thông, đối với các cảnh giới tự tại diệu dụng vô ngại. Thiện hiện nên biết, nếu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có chút tự tánh hoặc tha tánh làm tự tánh, thì khi ta còn tu học đạo Bồ Tát chẳng thông suốt quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật và các công đức của chư Phật, đều lấy vô tánh làm tự tánh, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đầy đủ các công đức. Vì quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật và các công đức của chư Phật vô tự tánh, tha tánh, chỉ lấy vô tánh làm tự tánh, nên khi ta còn tu học đạo Bồ Tát thông suốt quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đều lấy vô tánh làm tự tánh, với một sát na tương ưng diệu tuệ, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đầy đủ các công đức. Thiện hiện nên biết, nếu các hữu tình có chút tự tánh hoặc tha tánh làm tự tánh, thì khi ta thành Phật rồi cũng không thể thông suốt tất cả hữu tình, vì lấy vô tánh làm tự tánh, nên ta làm cho ba nhóm hữu tình khác nhau, tùy theo chỗ thích hợp dùng phương tiện giáo hóa, làm cho họ được lợi ích an vui thù thắng. Vì các hữu tình vô tự tánh và tha tánh, chỉ lấy vô tánh làm tự tánh, nên ta thành Phật rồi thông suốt hữu tình đều lấy vô tánh làm tự tánh, an lập ba nhóm hữu tình khác nhau, tùy theo chỗ thích hợp dùng phương tiện giáo hóa, làm cho họ được lợi ích an vui thù thắng. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát biết tất cả pháp lấy vô tánh làm tự tánh mà vẫn đối với trong pháp ấy phát sanh bốn thiền, phát sanh năm thần thông, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, đầy đủ các công đức, an lập ba nhóm hữu tình khác nhau, tùy theo chỗ thích hợp dùng phương tiện giáo hóa, làm cho họ được lợi ích an vui thù thắng, thì tại sao Đại Bồ Tát lúc mới phát tâm ngay trong tất cả pháp tánh, vô tánh tuần tự theo nghiệp, tuần tự theo học, tuần tự theo hành, và vì tuần tự theo nghiệp, theo học, theo hành này nên chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm lợi ích an vui các hữu tình?
Phật dạy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm, hoặc được theo nơi Đức Phật nghe Pháp, hoặc lại cúng dường chư Phật Bồ Tát Đầu Sát và các quả A-la-hán, Bất Hoàn, Nhất Lai, Dự Lưu, và được nghe các vị hiền thánh, vân vân, nghĩa là chứng các Pháp vô tánh làm tự tánh, đạt đến hoàn toàn viên mãn mới gọi là Phật. Tuần tự chứng được các Pháp vô tánh làm tự tánh gọi là Bồ Tát, cho đến dự lưu, tin sâu các pháp vô tánh làm tự tánh gọi hiền thiện sĩ. Do đó, tất cả pháp và các hữu tình đều lấy vô tánh làm tự tánh. Pháp và hữu tình không có một chút tự tánh nào, dù nhỏ như đầu sợi lông có thể nắm bắt được. Nghe việc này rồi, Đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, nếu tất cả pháp và các hữu tình đều lấy vô tánh làm tự tánh, chứng được pháp này mới gọi là Phật, cho đến dự lưu tin sâu đây mới gọi là hiền thiện sĩ, thì ta đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề hoặc sẽ chứng đắc hoặc không chứng đắc, bởi vì các pháp và hữu tình luôn luôn lấy vô tánh làm tự tánh, nên ta nhất định phải hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Được chánh giác rồi, nếu có các hữu tình thực hành hữu tưởng, thì ta dùng phương tiện giáo hóa làm cho họ trụ vào vô tưởng. Đại Bồ Tát này đã suy nghĩ rồi, phát tâm hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, độ thoát các loài hữu tình, chứng được niết bàn, mới tuần tự theo nghiệp, tuần tự theo học, tuần tự theo hành. Như các đại Bồ Tát đời quá khứ phát tâm hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, trước hết tuần tự theo nghiệp, theo học, theo hành, nên chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đại Bồ Tát này cũng lại như vậy, trước nên tu học bố thí ba la mật đa, thứ đế nên tu học tịnh giới ba la mật đa, tuần tự cho đến cuối cùng là tu học bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này từ lúc phát tâm tu học bố thí ba la mật đa nên tự mình hành bố thí, cũng khuyên người khác hành bố thí, luôn tự mình khen ngợi công đức bố thí, hoan hỷ tán thán người hành bố thí. Nhờ nhân duyên này nên bố thí viên mãn và được địa vị tài sản lớn, thường hành bố thí xa lìa tâm bỏn sẻn, tùy theo nhu cầu của hữu tình mà cung cấp đầy đủ các thức ăn, nước uống và vật dụng. Đại Bồ Tát này nhờ bố thí, thọ trì giới uẩn nên sanh chỗ tôn quý trong cõi trời người, nhờ thí giới nên được định uẩn, nhờ thí giới định nên được tuệ uẩn, nhờ thí giới định tuệ nên được giải thoát uẩn, nhờ thí giới định tuệ giải thoát nên được giải thoát trí kiến uẩn, nhờ thí giới định tuệ giải thoát trí kiến uẩn viên mãn nên vượt qua các địa vị thanh văn độc giác, chứng nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, đã nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, thành thục hữu tình trang nghiêm thành tịnh cõi Phật. Làm các việc này rồi mới có khả năng chứng đắc trí nhất thiết trí, chuyển pháp luân vi diệu, đem pháp tam thừa giáo hóa độ thoát các loài hữu tình, giúp họ thoát khỏi sanh tử, chứng đắc niết bàn. Đại Bồ Tát này do bố thí nên tùy có khả năng tuần tự theo nghiệp, tuần tự theo học, tuần tự theo hành như vậy, nhưng đối với tất cả pháp đều không nắm bắt. Vì sao? Vì tất cả pháp đều không có tự tánh. Lại nữa, này thiện hiện, Đại Bồ Tát này từ lúc mới phát tâm tu học tịnh giới ba la mật đa nên tự mình hành tịnh giới, cũng khuyên người khác hành tịnh giới, luôn tự mình khen ngợi công đức tịnh giới, hoan hỷ tán thán người hành tịnh giới, nhờ nhân duyên giới uẩn thanh tịnh này được sanh trong cõi trời người, sanh vào chỗ tôn quý, bố thí tài vật cho kẻ nghèo cùng. Đã thực hành việc bố thí rồi, an trụ trong giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn. Nhờ giới định tuệ giải thoát trí kiến uẩn thanh tịnh nên vượt các địa vị thanh văn độc giác, chứng nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Đã nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, làm các việc này rồi mới có khả năng chứng đắc trí nhất thiết trí, vận chuyển pháp luân vi diệu, đem pháp ba thừa giáo hóa độ thoát các loài hữu tình, giúp họ thoát khỏi sanh tử, chứng đắc niết bàn. Đại Bồ Tát này do trì tịnh giới nên tùy có khả năng tuần tự theo nghiệp, tuần tự theo học, tuần tự theo hành như vậy, nhưng đối trong tất cả pháp đều không nắm bắt. Vì sao? Vì tất cả pháp đều không có tự tánh.
Lại nữa, này thiện hiện, Đại Bồ Tát này từ lúc mới phát tâm tu học an nhẫn Bà La Mật Đa, nên tự mình hành an nhẫn, cũng khuyên người khác hành an nhẫn, luôn tự mình khen ngợi công đức an nhẫn, hoan hỷ tán thán người hành an nhẫn. Đại Bồ Tát này khi hành an nhẫn, có thể đem tài sản bố thí cho các hữu tình, làm cho họ được đầy đủ. Đã thực hành bố thí rồi, an trụ trong giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn, nhờ giới định tuệ giải thoát trí kiến uẩn thanh tịnh, nên vượt qua các địa vị thanh văn độc giác, chứng nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Đã nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, làm việc này rồi mới có khả năng chứng đắc trí nhất thiết trí, vận chuyển pháp luân vi diệu, dùng pháp ba thừa giáo hóa độ thoát các loài hữu tình, giúp họ thoát khỏi sanh tử, chứng đắc niết bàn. Đại Bồ Tát này do an nhẫn nên tuy có khả năng tuần tự theo nghiệp, tuần tự theo học, tuần tự theo hành như vậy, nhưng đối với tất cả pháp đều không nắm bắt. Vì sao? Vì tất cả pháp đều không có tự tánh. Lại nữa, này thiện hiện, Đại Bồ Tát này từ lúc mới phát tâm tu học tinh tấn Ba La Mật Đa, nên tự mình hành tinh tấn, cũng khuyên người khác hành tinh tấn, luôn tự mình khen ngợi công đức tinh tấn, hoan hỷ tán thán người hành tinh tấn. Đại Bồ Tát này khi hành tinh tấn có thể đem tài sản bố thí cho các hữu tình, làm cho họ được đầy đủ. Đã thực hành bố thí rồi, an trụ trong giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn, nhờ giới định tuệ giải thoát trí kiến uẩn thanh tịnh, nên vượt các địa vị thanh văn độc giác, chứng nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Đã nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, làm việc này rồi mới có khả năng chứng đắc trí nhất thiết trí, vận chuyển pháp luân vi diệu, đem pháp ba thừa giáo hóa độ thoát các loài hữu tình, giúp họ thoát khỏi sanh tử, chứng đắc niết bàn. Đại Bồ Tát này do hành tinh tấn nên tuy có khả năng tuần tự theo nghiệp, tuần tự theo học, tuần tự theo hành như vậy, nhưng đối với tất cả pháp đều không nắm bắt. Vì sao? Vì tất cả pháp đều không có tự tánh. Lại nữa, này thiện hiện, Đại Bồ Tát này từ lúc mới phát tâm tu học tịnh lự Ba La Mật Đa, nên tự mình nhập tịnh lự, định vô lượng vô sắc, cũng khuyên người khác nhập tịnh lự, định vô lượng vô sắc, luôn tự mình khen ngợi công đức tịnh lự, định vô lượng vô sắc, hoan hỷ tán thán người nhập tịnh lự, định vô lượng vô sắc. Đại Bồ Tát này khi hành tịnh lự, có thể đem tài sản bố thí các hữu tình, làm cho họ được đầy đủ. Đã thực hành bố thí rồi, an trụ trong giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn, nhờ giới định tuệ giải thoát trí kiến uẩn thanh tịnh, nên vượt qua các địa vị thanh văn độc giác, chứng nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Đã nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, làm việc này rồi mới có khả năng chứng đắc trí nhất thiết trí, vận chuyển pháp luân vi diệu, đem pháp ba thừa giáo hóa độ thoát các loài hữu tình, giúp họ thoát khỏi sanh tử, chứng đắc niết bàn. Đại Bồ Tát này do tịnh lự nên tuy có khả năng tuần tự theo nghiệp, tuần tự theo học, tuần tự theo hành như vậy, nhưng đối với tất cả pháp đều không nắm bắt. Vì sao? Vì tất cả pháp đều không có tự tánh. Lại nữa, này thiện hiện, Đại Bồ Tát này từ lúc mới phát tâm tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa, dùng giới định tuệ và giải thoát trí kiến thủ thắng an trụ hữu tình, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tự mình hành sáu pháp Ba La Mật Đa, cũng khuyên người khác hành sáu pháp Ba La Mật Đa, luôn tự mình khen ngợi công đức sáu pháp Ba La Mật Đa, hoan hỷ tán thán người hành sáu pháp Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát này do bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, thành tựu phương tiện thiện xảo, vượt các địa vị thanh văn độc giác, chứng nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Đã nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, làm việc này rồi mới có khả năng chứng đắc trí nhất thiết trí, vận chuyển pháp luân vi diệu, đem pháp ba thừa giáo hóa độ thoát các loài hữu tình, giúp họ thoát khỏi sanh tử, chứng đắc niết bàn. Đại Bồ Tát này do Bát Nhã nên tuy có khả năng tuần tự theo nghiệp, tuần tự theo học, tuần tự theo hành như vậy,
Nhưng đối với tất cả pháp đều không nắm bắt. Vì sao? Vì tất cả pháp đều không có tự tánh. Thiện hiện nên biết đây là Đại Bồ Tát từ lúc phát tâm, nương theo 6 pháp ba la mật đa đã học, tuần tự theo nghiệp, tuần tự theo học, tuần tự theo hành, làm lợi ích an vui cho loài hữu tình. Lại nữa, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát từ lúc phát tâm trong khi tuần tự theo nghiệp, tuần tự theo học, tuần tự theo hành, đem trí nhất thiết trí tương ưng với tác ý, tin hiểu các pháp, đều lấy vô tánh làm tự tánh trước hết nên tu học, tùy niệm Phật, thứ đến tu học tùy niệm Pháp, tuần tự cho đến cuối cùng là tu học tùy niệm Thiên. Thiện hiện nên biết thế nào là Đại Bồ Tát tu học tùy niệm Phật, nghĩa là Đại Bồ Tát khi tu học tùy niệm Phật không dùng sắc, thọ, tưởng, hành, thức để tư duy về Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì sao? Vì sắc cho đến thức đều vô tự tánh, nếu pháp vô tự tánh thì vô sở hữu, nếu vô sở hữu thì không thể niệm, không thể tư duy. Vì sao? Vì nếu không niệm, không tư duy, đây gọi là tùy niệm Phật. Lại nữa, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi tu học tùy niệm Phật không nên dùng sắc thân vàng ròng có ánh sáng một tầm với 32 tướng 80 vẻ đẹp mà tư duy về Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì sao? Vì sắc thân vàng ròng tướng hào như vậy đều vô tự tánh, nếu pháp vô tự tánh thì vô sở hữu, nếu vô sở hữu thì không thể niệm, không thể tư duy. Vì sao? Vì nếu không niệm, không tư duy, đây gọi là tùy niệm Phật. Lại nữa, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi tu học tùy niệm Phật không nên dùng giới uẩn, định uẩn, trại uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn để tư duy về Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì sao? Vì các uẩn như vậy đều vô tự tánh, nếu pháp vô tự tánh thì vô sở hữu, nếu vô sở hữu thì không thể niệm, không thể tư duy. Vì sao? Vì không niệm, không tư duy, đây gọi là tùy niệm Phật. Lại nữa, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi tu học tùy niệm Phật không nên dùng 5 loại mắt, 6 phép thần thông, 10 lực Như Lai, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và vô lượng vô biên các pháp của Phật để tư duy về Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì sao? Vì các pháp như vậy đều vô tự tánh, nếu pháp vô tự tánh thì vô sở hữu, nếu vô sở hữu thì không thể niệm, không thể tư duy. Vì sao? Vì nếu không niệm, không tư duy, đây gọi là tùy niệm Phật. Lại nữa, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi tu học tùy niệm Phật không nên dùng pháp duyên khởi để tư duy Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì sao? Vì các pháp duyên khởi đều vô tự tánh, nếu là pháp vô tự tánh thì vô sở hữu, nếu vô sở hữu thì không thể niệm, không thể tư duy. Vì sao? Vì nếu không niệm, không tư duy, đây gọi là tùy niệm Phật. Thiện hiện nên biết, các Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên tu học tùy niệm Phật như thế. Nếu tu học tùy niệm Phật thì tuần tự theo nghiệp, tuần tự theo học, tuần tự theo hành. Nếu Đại Bồ Tát có khả năng tuần tự theo nghiệp, tuần tự theo học, tuần tự theo hành như vậy thì có thể viên mãn 4 niệm trụ cho đến 8 chi thánh đạo, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, nhờ đó chứng đắc trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát này dùng tất cả pháp vô tánh làm tự tánh, nhờ sức phương tiện nên hiểu tất cả pháp đều vô tự tánh, trong ấy không hữu tưởng cũng không vô tưởng. Thiện hiện nên biết, các Đại Bồ Tát nên tu học tùy niệm Phật như thế, nghĩa là trong ấy ngay cả Phật còn bất khả đắc, huống gì có tùy niệm Phật. Lại nữa, này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát tu học tùy niệm Pháp? Nghĩa là Đại Bồ Tát khi tu học tùy niệm Pháp không nên tư duy pháp thiện, pháp ác, hoặc pháp hữu ký, pháp vô ký, hoặc pháp thế gian, pháp xuất thế gian, hoặc pháp có ái nhiễm, pháp không ái nhiễm, hoặc pháp thánh, pháp phi thánh, hoặc pháp hữu lậu, pháp vô lậu, hoặc pháp rơi rớt trong bà cõi, pháp chẳng rơi rớt trong bà cõi, hoặc pháp hữu vi, pháp vô vi. Vì sao? Vì các pháp như vậy đều vô tự tánh, nếu pháp vô tự tánh thì vô sở hữu, nếu vô sở hữu thì không thể niệm, không thể tư duy. Vì sao? Vì nếu không niệm, không tư duy, đây gọi là tùy niệm pháp. Thiện hiện nên biết, các Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên tu học tùy niệm pháp như thế.
Nếu tu học tùy niệm pháp như vậy thì đây là tuần tự theo nghiệp, tuần tự theo học, tuần tự theo hành. Nếu Đại Bồ Tát có khả năng tuần tự theo nghiệp, tuần tự theo học, tuần tự theo hành thì có thể viên mãn bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, do đầy chứng đắc trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát này dùng tất cả pháp vô tánh làm tự tánh, nhờ sức phương tiện nên học tất cả pháp đều vô tự tánh, trong ấy không hữu tưởng cũng không vô tưởng. Thiện hiện nên biết các Đại Bồ Tát nên tu học tùy niệm pháp như thế, nghĩa là ngay trong ấy pháp còn bất khả đắc, huống gì có tùy niệm pháp. Lại nữa, này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát tu học tùy niệm tăng? Nghĩa là Đại Bồ Tát khi tu học tùy niệm tăng nên nghĩ, chúng đệ tử Phật đầy đủ các công đức là những bậc thánh nhân, bốn đôi tám vị, tất cả đều là do vô vi hiển bày, đều lấy vô tánh làm tự tánh. Do nhân duyên này nên không tự niệm. Vì sao? Vì bậc thiện sĩ như vậy đều vô tự tánh. Nếu pháp vô tự tánh thì vô sở hữu, nếu vô sở hữu thì không thể niệm, không thể tư duy. Vì sao? Vì nếu không niệm, không tư duy, đây gọi là tùy niệm tăng. Thiện hiện nên biết, các Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên tu học tùy niệm tăng như thế. Nếu tu học tùy niệm tăng như thế thì đây là tuần tự theo nghiệp, tuần tự theo học, tuần tự theo hành. Nếu Đại Bồ Tát có khả năng tuần tự theo nghiệp, tuần tự theo học, tuần tự theo hành như vậy, thì có thể viên mãn bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, nhờ đó chứng đắc trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát này dùng tất cả pháp vô tánh làm tự tánh, do sức phương tiện nên giác ngộ tất cả pháp đều vô tự tánh, trong ấy không hữu tưởng cũng không vô tưởng. Thiện hiện nên biết, các Đại Bồ Tát nên tu học tùy niệm tăng như thế, nghĩa là trong ấy ngay cả tăng còn bất khả đắc, huống gì có tùy niệm tăng. Lại nữa, này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát tu học tùy niệm giới? Nghĩa là Đại Bồ Tát khi tu học tùy niệm giới từ lúc mới phát tâm nên tùy niệm thánh giới không khuyết, không hở, không tì vết, không nhơ uế, không bị chấp thủ, đáng được cúng dường, được người trí khen ngợi, thọ trì pháp thiện vi diệu, tùy thuận viên mãn tư duy thắng định. Giới này đều lấy vô tánh làm tự tánh, do nhân duyên này nên không tự niệm. Vì sao? Vì thánh giới như thế đều vô tự tánh. Nếu pháp vô tự tánh thì vô sở hữu, nếu vô sở hữu thì không thể niệm, không thể tư duy. Vì sao? Vì nếu không nhớ, không tư duy, đây gọi là tùy niệm giới. Thiện hiện nên biết, các Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên tu học tùy niệm giới như thế. Nếu tu học tùy niệm giới như thế thì đây là tuần tự theo nghiệp, tuần tự theo học, tuần tự theo hành. Nếu Đại Bồ Tát có khả năng tuần tự theo nghiệp, tuần tự theo học, tuần tự theo hành như vậy thì có thể viên mãn bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, nhờ đó chứng đắc trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát này dùng tất cả pháp lấy vô tánh làm tự tánh, do sức phương tiện nên hiểu tất cả pháp đều vô tự tánh, trong ấy không hữu tưởng cũng không vô tưởng. Thiện hiện nên biết, các Đại Bồ Tát nên tu học tùy niệm giới như thế, nghĩa là trong ấy ngay cả giới còn bất khả đắc, huống gì có tùy niệm giới. Lại nữa, này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát tu học tùy niệm xả? Nghĩa là Đại Bồ Tát khi tu học tùy niệm xả từ lúc mới phát tâm nên dùng vô tánh làm tự tánh, phương tiện tu tùy niệm xả, nên khi xả tài vật hoặc xả pháp không nên nghĩ ta có thể xả bỏ hoặc không thể xả bỏ. Nếu khi xả các chi phần trong thân thể cũng không nên nghĩ ta có thể xả bỏ hoặc không thể xả bỏ, không tư duy về sự bố thí và phước báo của sự bố thí. Vì sao? Các pháp như thế đều vô tự tánh, nếu pháp vô tự tánh thì vô sở hữu, nếu vô sở hữu thì không thể niệm, không thể tư duy. Vì sao? Vì nếu không niệm, không tư duy, đây gọi là tùy niệm xả. Thiện hiện nên biết, các Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên tu học tùy niệm xả như thế. Nếu tu học tùy niệm xả như thế thì đây là tuần tự theo nghiệp, tuần tự theo học, tuần tự theo hành. Nếu Đại Bồ Tát có khả năng tuần tự theo nghiệp, tuần tự theo học, tuần tự theo hành như vậy
thì có thể viên mãn bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, nhờ đó chứng tác trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát này dùng pháp vô tánh làm tự tánh do sức phương tiện, nên hiểu tất cả pháp đều vô tự tánh, trong ấy không hữu tưởng cũng không vô tưởng. Thiện hiện nên biết các đại Bồ Tát nên tu học tùy niệm xả như thế, nghĩa là trong ấy ngay cả xả còn bất khả đắc, huống gì có tùy niệm xả. Lại nữa, này thiện hiện, thế nào là đại Bồ Tát tu học tùy niệm thiên? Nghĩa là đại Bồ Tát khi tu học tùy niệm thiên, từ lúc mới phát tâm nên dùng vô tánh làm tự tánh, phương tiện tu tùy niệm thiên như vậy. Các bậc dự lưu sanh trong sáu cõi trời dục giới, các bậc bất hoàn sanh vào hai cõi trên. Tất cả như vậy đều bất khả đắc, không thể nhớ nghĩ. Vì sao? Vì chư thiên này đều vô tự tánh. Nếu pháp vô tự tánh thì vô sở hữu. Nếu vô sở hữu thì không thể niệm, không thể tư duy. Vì sao? Vì nếu không niệm, không tư duy, đây gọi là tùy niệm thiên. Thiện hiện nên biết các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nên tu học tùy niệm thiên như thế. Nếu tu học tùy niệm thiên như thế thì đây là tuần tự theo nghiệp, tuần tự theo học, tuần tự theo hành. Nếu đại Bồ Tát có khả năng tuần tự theo nghiệp, tuần tự theo học, tuần tự theo hành như vậy thì có thể viên mãn bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, nhờ đó chứng đắc trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát này dùng tất cả pháp lấy vô tánh làm tự tánh, do sức phương tiện nên hiểu tất cả pháp đều vô tự tánh, trong ấy không hữu tưởng cũng không vô tưởng. Thiện hiện nên biết các đại Bồ Tát nên tu học tùy niệm thiên như thế, nghĩa là trong ấy ngay cả thiên còn bất khả đắc, huống gì có tùy niệm thiên. Thiện hiện nên biết đây là đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm đừng theo học sáu pháp tùy niệm, tuần tự theo nghiệp, tuần tự theo học, tuần tự theo hành, làm lợi ích an vui cho loài hữu tình. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu muốn viên mãn sự tuần tự theo nghiệp, tuần tự theo học, tuần tự theo hành thì dùng tất cả pháp vô tánh làm tự tánh, do sức phương tiện nên học pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không, nên học chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nên học thánh đế khổ tập diệt đạo, nên học bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, nói rộng cho đến nên học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Đại Bồ Tát này khi học đạo Bồ Đề như thế, hiểu tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh, đối với pháp không có chút niệm nào có thể nắm bắt, huống gì có nhớ nghĩ sắc thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí. Những nhớ nghĩ và pháp được nhớ nghĩ như vậy, nếu thật có dù chỉ mảy may cũng không có việc ấy. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, tùy tuần tự theo nghiệp, tuần tự theo học, tuần tự theo hành, nhưng đối với pháp ấy tâm không lay chuyển, vì tất cả pháp đều vô tự tánh. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều không có tự tánh thì cũng không có sắc thọ tưởng hành thức, cho đến không có trí nhất thiết trí, không có Phật pháp tăng bảo, đạo quả nhiễm tịnh cũng không đắc, không hiện quán, thế thì tất cả pháp đều là không có. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông thế nào ngay trong tất cả pháp vô tánh, tánh có, tánh không, có thể có không? Thiện hiện thưa bạch Thế Tôn, không thể có được. Phật dạy, này thiện hiện, nếu trong tánh tất cả pháp vô tánh, tánh có, tánh không đều không thể có, thì này tại sao ông nói nếu tất cả pháp đều không có tự tánh thì cũng không có sắc thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến tất cả pháp cũng đều không có? Thiện hiện thưa bạch Thế Tôn, đối với nghĩa này con không có gì nghi ngờ, nhưng chỉ sợ có các bí sô ở đời sau, hoặc cầu thanh văn, hoặc cầu độc giác, hoặc cầu quả Phật, các vị ấy sẽ nghĩ nếu tất cả pháp đều không có tự tánh, vậy thì ai nhiễm, ai tịnh, ai trói buộc, ai tháo mở? Những vị ấy ở nơi nghĩa nhiễm tịnh buộc mở chẳng hiểu rõ, nên phá giới, phá kiến, phá oai nghi, phá mạng sống thành tịnh, do đây nên bị đọa trong ba đường ác, chịu nhiều đau khổ, trầm luân sanh tử, khó được giải thoát. Còn xem thấy ở đời sau sẽ có những việc đáng kinh sợ như vậy, cho nên mới thừa hỏi, chứ riêng con thật không có nghi ngờ.
Phật dạy, này thiện hiện, lành thay, ông mới có thể vì đời sau mà hỏi như vậy. Nhưng trong tánh, tất cả pháp vô tánh, hoặc có hoặc không đều bất khả đắc, chớ nên đối với pháp này chấp lấy tánh có hoặc không. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh, thì các đại Bồ Tát, vì muốn làm lợi ích an vui cho các hữu tình mà cần cầu hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên quán những nghĩa nào? Phật dạy, này thiện hiện, vì tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh, nên các đại Bồ Tát, vì muốn làm lợi ích cho các loài hữu tình, cần cầu hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì các loài hữu tình còn chấp có thường kiến, đoạn kiến, chấp vào có sở đắc khó mà điều phục, ngu si điên đảo khó được giải thoát. Thiện hiện nên biết, người còn chấp vào có sở đắc, do tưởng có sở đắc nên không đắc, không hiện quán, cũng không chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu người nào còn chấp có sở đắc thì không đắc, không hiện quán, cũng không chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Còn người vô sở đắc thì có đắc, có hiện quán, có chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề không? Phật dạy, này thiện hiện, nếu vô sở đắc tức là đắc, tức là hiện quán, tức là chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì người ấy chẳng làm hoại tướng pháp giới. Thiện hiện nên biết, nếu người nào đối với vô sở đắc mà muốn có sở đắc, muốn đắc hiện quán, muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên biết đó là muốn hoại pháp giới. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu người nào có sở đắc thì không đắc, không hiện quán, cũng không chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Còn nếu vô sở đắc, tức là hiện quán, là chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, trong vô sở đắc, không hiện quán, cũng không chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Như vậy, các đại Bồ Tát làm sao chứng được sơ địa, nhị địa cho đến thập địa, làm sao chứng được vô sanh pháp nhẫn, làm sao đầy đủ kết quả dị thục để phát sanh thần thông, làm sao có được kết quả dị thục để phát sanh bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, làm sao có được an trụ vào kết quả dị thục như vậy để sanh các pháp thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, gần gũi chư Phật để cúng dường thức ăn thượng diệu, đạt được đầy đủ căn lành cho đến chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, được kết quả vô cùng tận mãi cho đến sau khi nhập vào niết bàn, để lại xá lợi và các đệ tử vẫn được sự cúng dường cung kính, thế lực căn lành vẫn lưu tồn mãi mãi. Phật dạy, này thiện hiện, vì tất cả pháp vô sở đắc nên các đại Bồ Tát chứng được sơ địa, nhị địa cho đến thập địa, tức là nhờ đó nên đầy đủ vô sanh pháp nhẫn, đầy đủ kết quả dị thục để phát sanh thần thông, kết quả dị thục để phát sanh bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa. Nhờ đó nên được an trụ vào kết quả dị thục để phát sanh các pháp thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, gần gũi chư Phật để cúng dường thức ăn thượng diệu, đầy đủ căn lành cho đến chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, được kết quả vô cùng tận mãi cho đến sau khi nhập vào niết bàn, để lại xá lợi và các đệ tử vẫn được sự cúng dường cung kính, thế lực căn lành vẫn lưu tồn mãi mãi. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều vô sở đắc, sáu pháp ba la mật đa như bố thí vân vân và các thần thông có khác nhau không? Phật dạy, này thiện hiện, đối với người vô sở đắc, sáu pháp ba la mật đa như bố thí vân vân và các thần thông đều không khác nhau. Chỉ vì muốn làm cho người có sở đắc ấy xa lìa các sự đóng nhiễm, phương tiện tuyên thuyết sáu pháp ba la mật đa như bố thí vân vân và các thần thông có tướng khác nhau vậy thôi. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà đối với người vô sở đắc sáu pháp ba la mật đa như bố thí vân vân và các thần thông không khác nhau? Phật dạy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng thấy bố thí, chẳng thấy người thí, chẳng thấy kẻ nhận, chẳng thấy vật thí, chẳng thấy quả báo bố thí mà hành bố thí, không đắc tịnh giới mà trì tịnh giới, không đắc an nhẫn mà tu an nhẫn, không đắc tinh tấn mà siêng năng tinh tấn, không đắc tịnh lự mà nhập tịnh lự,
Không đắc bát nhã mà học bát nhã, không đắc thần thông mà phát sanh thần thông, không đắc bốn niệm chủ cho đến tám chi thánh đạo mà tu bốn niệm chủ cho đến tám chi thánh đạo, nói rộng cho đến không đắc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không đắc các hữu tình mà thành thục hữu tình, không đắc các cõi Phật mà trang nghiêm thành tịnh cõi Phật, không đắc Phật pháp mà chứng Bồ đề. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát nên hành bát nhã ba la mật đa sâu xa vô sở đắc. Nếu đại Bồ Tát có thể hành bát nhã ba la mật đa sâu xa vô sở đắc như vậy thì thiên ma ngoại đạo không thể phá hoại được. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, làm thế nào ở trong một tâm niệm đầy đủ cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, nói rộng cho đến 32 tướng của đại sĩ, 80 vẻ đẹp? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, nói rộng cho đến 32 tướng của đại sĩ, 80 vẻ đẹp đều được viên.